Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc những bức hoành phi, hay còn gọi là đại tự, 100% là gỗ hương đỏ của Nam Phi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết những bức hoành phi bằng gỗ hương, và trong clip này chúng tôi cũng báo luôn thông số kích thước. Chiều dài của bức hoành phi này là dài 1m97, rộng 67. Trong lòng ván là dày 2 phân, chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Và xen kẽ là có đục tứ quý. Bên trên phần khung là chúng tôi đục cuốn thư, phía dưới đục hoa hồng. Và hai đầu chúng tôi đục long hóa. Xung quanh phần ván chúng tôi chạy chữ công. Để quý vị có thể xem đây. Ba chữ là Đức Lưu Quang. Chữ lưu đặt ở giữa, chữ quang đặt ở phía trái màn hình các bạn, và chữ đức ở phía bên tay phải. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu những mẫu hoành phi bằng gỗ gụ rồi, hoành phi nền trơn, hoành phi chặt gấm, hoành phi bằng gỗ mít, hay là những mẫu hoành phi lồng cuốn thư. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu những bức hoành phi bằng gỗ hương. Đồng kích thước dài 1m97, rộng 67. Thì quý vị nào muốn sở hữu những bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là mẫu hoành phi phổ thông nhất mà dân dùng hiện tại đang dùng, vì đều là kích thước phổ thông. Quý vị nào có đặt dài thêm như kích cỡ 2m17 hay là 3m, 4m cho nhà thờ thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp, thì chúng tôi sẽ tư vấn kích thước và báo giá. Chúng tôi ở trong xưởng còn rất nhiều những bức hoành phi như này, đồng kích thước đều bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi. Và những chiếc sập thờ đây chúng tôi cũng đang dựng lên rất là nhiều, thì để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao, vì nhu cầu quý khách hiện tại đang là mua với số lượng rất là nhiều, nên chúng tôi cho thợ sản xuất gần như là hết công suất, làm ngày làm đêm để ra được những sản phẩm đẹp đưa tới hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Đây quý vị hãy xem kỹ đây. Thì quý vị có thấy những bức hoành phi như này trên thị trường thì cũng là từ làng nghề gốc mà ra. Đó, quý vị có thể xem được những cái nét chữ này, nét chữ bay bổng mềm mại. Hay là mẫu bên trên chúng tôi đục cuốn thư, phía dưới đục hoa hồng. Thì quý vị hãy nhớ ngay đến cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Chúng tôi luôn đi đầu về cải cách mẫu mã. Đằng sau là những chiếc bàn chuyện đây. Bàn chuyện rơi ngũ phúc, lộng thủng. Đây bên chúng tôi đang quản những bức hoành phi bằng gỗ gụ để phía sau đây. Và những chiếc bàn như ý đây. Bàn thờ như ý. Vâng, quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và quý vị hãy nhấn vào nút chuông thông báo đấy. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.